Các bạn ơi, cũng là người con của vùng đất Bình Dương thì mình cũng không thể nào quên được những trái bự của miền Tân Nguyên Biên Hòa. Thì mình cứ nghĩ là ở Bình Dương thì nó chỉ có cái giống bự Biên Hòa, ăn chua chua giòn ngọt đậm đà, trái rất là to. Thì ở bên đây cuộc sống người đẹp Bình Dương, cuộc sống Cali Hoa Kỳ, thì hôm nay em chia sẻ với các bạn cũng là một cây bự phía sau vườn. Thì ở đây trái nó đang vô mùa, thì thường như thế này á thì nó tới Tết nó sẽ có mùa, thì bây giờ trái rất to và rất bự đây đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy trái rất to và rất bự, cái này là để dành cho Tết để mà mình chia sẻ với các bạn. Bạn nào muốn thì hãy comment vô cái channel YouTube Người Đẹp Bình Dương Cuộc Sống Cali Vào Nhà của mình để mà chia sẻ cái giống bự này. Giống bự này á, mà Tết mình trưng Tết là rất là đẹp, to, bự và nhìn nhà rất là sung túc và thịnh vượng. Các bạn thấy không, trái nào trái nấy nó nằm ở trên đó, rất là to. Và mùa này là chưa phải là mùa bự, phải at least là 2-3 tháng nữa nó vô trong mùa tháng Tết. Nhưng mà bây giờ á, là cái trái nó bự quá nên nên mình quay để mình chia sẻ với các bạn. Nào là chùm 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 đó, chùm 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 như thế này đây. Thì các bạn ơi, cũng là với cái niềm đam mê và muốn chia sẻ giới thiệu với các bạn thôi. Thì các bạn nào thích coi những cái chia sẻ những cái thông tin bổ ích, ẩm thực ăn uống cây nhà lá vườn cho tất cả những chia sẻ của mình, thì các bạn hãy subscribe, like, share để mà mình có thêm niềm vui và động lực để dành chút thời gian để mình gặp đâu mình chia sẻ đó, và mình gặp đâu mình có những cái thông tin bổ ích gì đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thôi, mình mến chúc các bạn có một ngày ngày trong tuần thật vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc, đầm ấm hạnh phúc, bình yên bên gia đình, người thân và bạn bè. Mình xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn cho những cái thông tin chia sẻ bổ ích của mình tiếp theo. Goodbye các bạn nhé. Goodbye.